Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, trước hết thì tôi xin cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm Hội Thánh VBC. Và cũng kính chào quý tôi tớ của Chúa, công dân của Chúa trong buổi tối hôm nay. Được sự cho phép của mục sư thì tôi cũng chia sẻ với Hội Thánh của Chúa một cái đề tài, đó là sự sức giàu công bố tự do. Trong vòng một tháng nay thì tôi đi vòng mấy tiểu bang và công bố sự tự do cho rất là nhiều người. Và cảm ơn Chúa, nhiều người đã được tự do thật sự. Đây là điều rất là đặc biệt. Luca đoạn 4 câu 18-19, chúng ta là thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức giàu cho ta để truyền giảng tin mừng cho người nghèo khổ. Ngài đã sai ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu khi Ngài đến trong suốt 30 năm yên lặng. Nhưng mà khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ thì Ngài được báp têm và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trên Chúa Giêsu, và Thánh Linh của Chúa đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng chịu ma quỷ cám dỗ 40 ngày. Trong 40 ngày đó, Ngài đã đắc thắng Satan. Ngài trở về đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Ngài tuyên bố rằng thần của Chúa ngự trên ta và Ngài đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho người nghèo khổ. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy được rất là đặc biệt là khi Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh và Ngài đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh thì Ngài tuyên bố rằng là thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho người nghèo khổ. Ngài đã sai ta đem cho kẻ nô lệ được tự do, cho kẻ mù được thấy, những người bị áp bức được tự do, và đồn ra năm lành của Chúa. Khi thi hành chức vụ đầu tiên thì chúng ta thấy được rằng là Chúa Giêsu của chúng ta được sức dầu, và Chúa Giêsu chúng ta được phân biệt rất rõ ràng, đó là sự sức dầu trên Ngài và lời Ngài giảng thì như có quyền. Họ nghe Chúa Giêsu giảng và họ thấy Chúa Giêsu giảng có quyền, chứ không phải như những thầy thông giáo. Đây là điều đặc biệt giữa một người đầy dạy Đức Thánh Linh và một người không đầy dạy Đức Thánh Linh. Một người sử dụng lời của Đức Chúa Trời là thần linh và sự sống, còn người thì họ sử dụng bằng lời Logos. Như vậy thì chúng ta thấy được là Chúa Giêsu chúng ta được sức dầu để giảng tin lành. Điều đầu tiên mà Ngài giảng, Ngài giải phóng cái người nô lệ được tự do. Chúng ta biết rất rõ rằng là Giăng nhất đoạn 3 câu 38 câu 8 thì nói rằng là ai phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đến để phá hủy mọi công việc của ma quỷ. Như vậy Chúa Giêsu đến là phá hủy mọi công việc của ma quỷ, và công việc đó chính là tội lỗi. Và Chúa Giêsu, điều đầu tiên mà Chúa Giêsu giải phóng đó là giải phóng con người ra khỏi nô lệ của Satan. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Con người ngày đầu tiên Đức Chúa Trời dựng nên là ông chủ của địa cầu, nhưng mà sau đó trở thành một người nô lệ của Satan. Khi Chúa Giêsu đến thì chúng ta biết được rằng là không có vĩ nhân nào, cũng không có một giáo chủ nào có thể đứng lên để mà giải phóng nhân loại ra khỏi quyền lực của Satan. Chẳng có một người nào mạnh bằng Satan, bởi vì tất cả là nô lệ, không thể nào có thể phá hủy được ông chủ đó. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa rằng là Chúa Giêsu của chúng ta có thịt và huyết như chúng ta. Nhưng mà khi Ngài chết thì Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương, và giải phóng những người sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Chúa Giêsu của chúng ta bị cám dỗ trong mọi lĩnh vực,
nhưng mà Ngài không phạm tội. Có nghĩa là Chúa Giêsu của chúng ta là đấng luôn luôn trên quyền Satan. Bởi vì Ngài không phạm tội, Ngài không nô lệ cho Satan. Và chính Ngài là đấng mới giải phóng những con người nô lệ. Chúng ta biết rồi, những ngày mà chúng ta sống trong sự nô lệ rất là khổ. Những gì chúng ta muốn làm, điều tốt muốn làm lại không làm được, điều xấu chúng ta không muốn làm chúng ta lại làm. Và đó là điều mà cuộc đời của chúng ta đã trải qua rất là nhiều. Cái sự nô lệ, cái sự áp bức, cái sự mù lòa, và không thấy được chân lý của Đức Chúa Trời. Nên một người được giải phóng ra khỏi nô lệ của Satan là một điều vô cùng lớn lao và cao quý vô cùng đối với chúng ta, không phải bình thường được. Nhiều lúc chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, chúng ta nghĩ rằng mình được tha thứ tội lỗi, chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời, hình như nó dễ quá phải không? Nhưng mà không phải vậy đâu. Một chương trình hoạch định mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người qua Chúa Cứu Thế Giêsu, và Chúa Giêsu cũng phải trở thành một con người thật sự, và Chúa Giêsu cũng phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu cũng cần đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh ghi rằng Chúa giống chúng ta trong mọi sự, nhưng mà có một điều khác với chúng ta là Chúa Giêsu bị cám dỗ mọi lĩnh vực nhưng mà Ngài không phạm tội. Và từ đó Ngài, khi Ngài chết là đền tội thế cho nhân loại, nhưng mà Ngài chết thì Ngài phá diệt kẻ cầm quyền của sự chết là quỷ vương, và Ngài đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ rồi. Như vậy thì Satan không còn cái quyền hành gì cả. Bây giờ nó chỉ có một cái quyền, đó là lừa dối người khác mà thôi, lừa dối những người không biết. Nhưng mà những người biết lẽ thật rồi không thể lừa dối được nữa. Cảm ơn Chúa, chúng ta ngày xưa thuộc về nô lệ cho Satan. Tất cả mọi người đều đã phạm tội và tội lỗi là nô lệ cho Satan. Nhưng mà những người tin nhận Chúa Giêsu ngày hôm nay là những người đã ra khỏi sự nô lệ rồi. Amen. Chúng ta đã ra khỏi sự nô lệ của Satan rồi. Bởi vậy chúng ta gọi là huyết của Chúa Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dâng thân thể không tì vết cho Đức Chúa Trời. Huyết đó có hiệu lực muôn phần hơn rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Một người hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống thì không thể chứa chấp những gì hay chết hay là những công việc chết trong đời sống của mình được. Những công việc chết từ tổ phụ chúng ta để lại, những công việc chết chính chúng ta đã hành động, chúng ta đã làm, và thân thể chúng ta là thân thể hay chết. Nên chính Chúa Giêsu đổ huyết ra để rửa sạch những công việc chết trong đời sống của chúng ta, để thánh hóa đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới trở thành những con người phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống. Nên nhà Phi Rơ nhất đoạn 1 câu 2 thì nó rất là tuyệt vời, đó là Thánh Linh thánh hóa để vâng phục. Thánh Linh của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, Đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại đó ở trong anh chị em, cũng nhờ Thánh Linh làm cho thân thể hai chết của anh chị em sống lại. Như vậy thì chính Đức Chúa Trời đã dùng huyết của Chúa Giêsu rửa sạch lương tâm chúng ta ra khỏi những công việc chết. Rồi Thánh Linh thì thánh hóa làm cho thân thể hai chết chúng ta sống lại, để chúng ta trở thành của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, để chúng ta trở thành đền thờ thánh mà chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong đời sống của chúng ta. Như vậy đó là một công trình rất là vĩ đại trên cuộc đời của mình. Nên khi một người tin nhận Chúa Giêsu thì có Cha, Con và Đức Thánh Linh ở trong người ấy. Bởi vì Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng là hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh làm phép báp tem cho họ và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các con. Nên là một người tin nhận Chúa là được Đức Chúa Trời chọn lựa, được Chúa Giêsu đổ huyết và được Thánh Linh thánh hóa để trở thành một người thánh của Đức Chúa Trời, là đền thờ thánh cho Đức Chúa Trời, hay là một dân thánh của Đức Chúa Trời. Điều tuyệt vời đó là chúng ta trở thành là con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã giải phóng cho kẻ bị tù được phóng thích. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã được phóng thích ra khỏi cái tù này rồi. Amen. Và có ai muốn trở lại tù này không? Tôi tin chắc là không có ai muốn trở lại cái tù này phải không? Dưới một ông chủ cướp giết và hủy diệt, chúng ta đã sống những ngày địa ngục trần gian rồi, rất là khốn khổ rồi. Bây giờ Chúa Giêsu đã giải phóng chúng ta ra khỏi tù rồi, thì không ai muốn trở lại cái tù đó. Nên chúng ta phải giữ đời sống của chúng ta luôn luôn thánh khiết và công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
Để rồi chúng ta không có trở lại cái tù đó nữa, không bị ma quỷ bắt lấy nữa. Và chúng ta phải là những con người đem cái sự giải phóng cho những người khác. Amen. Chúng ta là người đem cái sự giải phóng cho những người khác. Bởi vì chúng ta đã ra khỏi tù rồi thì chúng ta phải giải phóng những người khác. Tôi thấy ở Việt Nam rất là tuyệt vời ở chỗ đây. Những anh em nghiện ma túy, những anh em mà gọi là xã hội che đời chán rồi đó, gọi là tệ nạn xã hội đó, ra khỏi được cái tù đó rồi, anh em nhận lấy quyền phép từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời. Và anh em đã đem nhiều bạn bè mình ra khỏi tù. Nhiều người đã ra khỏi xiềng xích của tội lỗi. Bởi vì tội lỗi là chúng ta nhiều lúc không ngóc đầu lên nổi, và làm cho ma quỷ áp bức và làm cho nó rất là khốn khổ. Nhưng mà khi chúng ta đã ra khỏi tù rồi là chúng ta là người tự do. Amen. Chúa Giêsu cũng làm cho chúng ta là những người mù lòa được sáng. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu giảng dạy thì Chúa cũng làm cho người què được đi, người mù được sáng, phải không? Người câm nói được, người phúng được thịt, người chết sống lại. Nhưng mà ở đây Ngài muốn nói điều cao quý hơn nữa, đó là những người mù thuộc linh được sáng mắt. Amen. Những người mù thuộc linh là những người mà ma quỷ nó che mắt, ma quỷ nó làm mù lòng của họ, người đó được sáng mắt. Nên khi Chúa nói với Nicodem rằng là nếu người không tái sanh thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời, nếu không nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không vào được nước Đức Chúa Trời. Hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, mà hãy chi sanh bởi thánh linh là thần. Amen. Các ngươi phải sanh lại. Một người được sanh lại có nghĩa là tâm linh người ấy được sống lại, được phục hồi trở lại. Tâm linh đã chết qua Adam thì bây giờ qua Adam sau cuối này tâm linh sẽ được sống lại và không còn mù lòa nữa, trở thành một người đầy dẫn cái sự khôn ngoan trong tâm linh của mình để nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết chính mình, nhận biết cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho, và nhận biết quyền năng vĩ đại siêu việt mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người tin là thế nào. Cảm ơn Chúa, chúng ta từ người mù lòa và chúng ta trở thành người sáng mắt. Amen. Tâm linh chúng ta được mở ra. Chúng ta biết rằng là Ephesos đoạn 1 từ câu 3 câu 4 trở đi thì chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời. Mà các phước hạnh đó thì làm sao chúng ta có thể nhận được? Cửa sổ từ trời mở ra để đổ xuống cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể nhận được điều đó? Nếu tâm linh chúng ta không được mở ra thì làm sao chúng ta có thể tin nổi và làm sao có thể nhận được tất cả phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta? Nên cảm ơn Chúa, thì cho đến câu 17 thì ông cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho anh em để tâm linh anh chị em khôn ngoan và khải thị để nhận biết Chúa, nhận biết sự kêu gọi, nhận biết sự giàu có, cơ nghiệp giàu có vinh quang của Đức Chúa Trời, và nhận biết quyền năng vĩ đại siêu việt mà Đức Chúa Trời ban cho anh chị em. Tâm linh sẽ được mở ra và tâm linh chúng ta sẽ biết được Đức Chúa Trời của chúng ta, biết được chính mình, và chúng ta biết được cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là thế nào, giàu có vinh quang là thế nào, và chúng ta biết được quyền năng vĩ đại siêu việt mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Qua tâm linh, qua con mắt thuộc linh, tất cả những người của Đức Chúa Trời, ai là những người được thật sự tái sanh, thật sự được đầy giải thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được mở ra và chúng ta thấy rất là nhiều lẽ thật được khai phóng cho đời sống của mình. Chúng ta nhìn thấy được nhiều phép lạ xảy ra, từ phép lạ này cho đến phép lạ khác. Cuộc đời của tôi mấy chục năm ở trong truyền thống thì tôi không thấy được cái phép lạ gì. Bệnh tật thì liên miên, nhưng mà bắt đầu được bắp thêm trong Đức Thánh Linh, đầy dẫy quyền năng rồi, bệnh tật lui đi, được giải phóng, được tự do ra khỏi bệnh tật, được tự do ra khỏi rất là nhiều thứ, ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự mù lòa, và luôn luôn phép lạ xảy ra trên đời sống của mình. Suốt 30 năm trường, gia đình chúng tôi không làm gì kiếm tiền cả, chỉ phục vụ Đức Chúa Trời mà thôi, và sống bằng đức tin mỗi ngày, và qua đức tin thì có tất cả mọi sự. Và chúng ta nhớ rằng là chúng ta thường hát bài là có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Vì lúc chúng ta nghĩ về Chúa Giêsu mà thôi, phải không? Nhưng mà có Thánh Linh, có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Amen. Bởi vì Thánh Linh đang ở với chúng ta, Thánh Linh đang đầy dẫy trong đời sống của chúng ta.
Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi ngõ ngách của thiên đàng, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, để chúng ta có thể nhận lãnh tất cả những phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngài nói là Ngài giải phóng những người bị áp bức, nhiều gia đình tan nát, bệnh tật, rồi tệ nạn, đủ mọi, gọi là đủ loại ma đó, nào là ma men, rồi ma môn, rồi ma tình, rồi ma đề, với đủ thứ ma hết, mà làm cho con người ở trong cái sự khốn khổ, rồi phải thờ lại hình tượng, thờ lại người chết, đi lại đủ nơi đủ chỗ. Ma quỷ nó vẽ ra, nó làm cho con người khốn khổ, rồi vẽ ra rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, chùa, chuyện tình miễu, và rất là nhiều nơi để con người có thể chạy đến đó để cầu xin điều này và điều kia. Và họ bị áp bức và áp bức và áp bức, bị rủa xả, bị đau khổ, rất là đau đớn, nhiều gia đình rất đau đớn. Vừa rồi có một cái tai nạn của một cái người chồng, người chị em đó mới chết, thì người vợ lại đưa tang cho chồng, đưa tang về để mà chôn. Đi đường xe cứu thương của bệnh viện lại tông nữa, là người vợ chết luôn. Nhiều điều rất là đau đớn. Và chúng ta nhìn vào trong xã hội Việt Nam hay bất cứ xã hội nào, thì chúng ta thấy là cái sự áp bức của Satan mà làm cho con người rất khốn khổ, con người ở trong sự đau khổ triền miên và không ai có thể giải thoát họ được. Nhiều lúc người cha người mẹ thấy con cái mình cũng không giải thoát con cái của mình được. Biết bao nhiêu con người trên thế gian này không thể nào giải thoát được cái sự áp bức và từ Satan. Nên Chúa Giêsu giải phóng những con người bị áp bức. Nếu mà những người nữ bị bán vào cái chỗ chứa, những người nam bán vào cái chỗ mà người ta gọi là mua về để làm việc cho họ, vào trong mỏ vàng, mỏ đá hay là những nơi khác, cái người đó là người nô lệ, bị bán, bị áp bức, bị đánh đập, mà họ không thể có tài chính được, họ không làm chủ bản thân của họ được, họ không nắm tiền bạc được. Bởi vì người nô lệ là như vậy. Nên đời sống của rất là nhiều người, họ nô lệ cho tiền bạc, họ nô lệ cho ma quỷ. Rồi có nhiều người thì đi tù, có nhiều người thì bị tử hình, có nhiều người thì đi ăn xin nữa. Nhiều người rất là giàu có, sau đó là mất tất cả mọi sự. Bởi vì nô lệ không có quyền nắm tài sản, nô lệ cũng không có quyền làm chủ bản thân của mình. Quý vị có hiểu điều tôi nói không ạ? Bởi vì ông chủ là quỷ vương, và các thiên sứ của quỷ vương nữa đầy dãy trên đất, từ các thần dữ các miền trên trời nữa, đã làm chủ và là bắt con người làm nô lệ. Và chúng ta biết rằng nô lệ thì không thể nào nắm giữ tài sản của mình, bản thân của mình. Chúng ta thấy cuộc đời của Joseph thì sao? Nô lệ bị bán, thì dù làm chức quản gia của Phô-ti-pha đi nữa cũng không làm chủ được tài sản, cũng không làm chủ được bản thân. Rồi đi vào trong tù, cho đến khi mà ra tù thì mới trở thành tể tướng của xứ Ai Cập. Lúc này mới có quyền, và lúc này mới thật sự là người có thể nắm lấy tài sản được. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài rao giảng phúc âm, điều thứ nhất là Chúa giải phóng con người ra khỏi nô lệ của Satan, nô lệ của tội lỗi. Ngài làm cho người ấy được tái sanh, trở thành những con người sáng láng. Và Chúa nói rằng là ai nghe lời ta, tin đấng đã sai ta, thì người đó được sự sống đời đời, vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Satan nắm quyền của sự chết, làm chủ của thế giới sự chết, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà Chúa Giêsu là sự sống. Chúa Giêsu là dòng sống của sự sống, và vương quốc của Ngài là vương quốc của sự sống. Và Ngài đã giải phóng con người ra khỏi và đem vào vương quốc của Đức Chúa Trời, được gọi là vương quốc thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Và cái câu cuối mà Ngài nói rằng là công bố kỷ nguyên thiên, tức là công bố về năm lành của Chúa đó. Năm thi ân hay là năm lành. Ở Israel thì có 7 năm, thì có một năm Sa-bát.
Và năm Sa-bát trong Lê-vi-ký 25 là phục truyền 15 thì nói rằng là năm Sa-bát là năm xóa nợ. Tất cả những người nợ nần được xóa sạch, và những người chủ nợ hãy xóa nợ cho những người bị nợ đó. Cứ 7 năm một lần là năm Sa-bát là năm xóa nợ. Cứ năm Sa-bát là năm xóa nợ. 7 lần 7 49 năm. Năm 49 cũng là năm Sa-bát, cũng là năm xóa nợ. Đức Chúa Trời muốn dân Israel giống Chúa. Bởi vì một cái dân mà Chúa chọn, Ngài muốn họ giống Chúa. Ngài muốn họ có tấm lòng yêu thương, sẵn sàng tha thứ, san sẻ cho những người nghèo khổ, xóa nợ cho những người đó, để nâng những người nghèo khổ lên. Chúa không muốn Israel là một cái dân tộc có một số người mà bị nghèo khổ. Chúa muốn họ là giàu có, và họ yêu thương và nâng đỡ, để rồi tất cả đều được giàu có. Và cái người mà xóa nợ cho người khác thì Chúa ban phước cho người đó. Chúa ban phước tràn đầy trên người đó, để người đó tiếp tục dư dật thịnh vượng, và tiếp tục cho công dân của Chúa mượn, và có thể là xóa nợ cho những con người bị nợ đó. Và năm thứ 50 là năm thi ân. Năm thứ 50 là một cái năm xóa hoàn toàn nợ nần, mọi thứ được xóa sạch. Và người nô lệ đã được ra khỏi sự nô lệ và trở về nhà của mình và làm chủ tài sản của mình. Trong Lê Vi Ký 25 nói rất rõ, làm chủ được tài sản của mình, làm chủ được bản thân của mình. Năm đó là năm thi ân, là năm xóa sạch nợ nần. Và Chúa Giê-xu tuyên bố rằng là lời kinh thánh này đã được ứng nghiệm, ngay bây giờ đã được ứng nghiệm. Có nghĩa là cách đây 2000 năm Chúa Giê-xu đã công bố lời này, là năm thi ân đã đến, và tất cả những người nợ nần được xóa sạch và trở về làm chủ tài sản của mình. Không còn là nô lệ nữa, nhưng mà là ông chủ, là bà chủ, chứ không phải là nô lệ. Đây là một việc vô cùng lớn lao, vô cùng tuyệt vời cho mỗi một đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta hãy tin rằng là Chúa Giê-xu đã công bố cách đây 2000 năm đã xóa hết nợ nần, từ tội lỗi hay là nợ về vật chất, hay là nợ về tình yêu, cái gì đó, tất cả gì đó đều xóa sạch hết, và ai nấy hoàn toàn được tự do. Cảm ơn Chúa, ai nấy hoàn toàn được tự do. Quý ông bà anh chị em được tự do chưa? Có ai còn nợ tiền không? Vừa rồi tôi giảng tại một hội thánh ở Sườn, tôi cũng tuyên bố rằng là Chúa Giê-xu đã công bố cách đây 2000 năm là đã xóa nợ rồi. Thời kỳ tân ước này là Chúa xóa cho toàn thế giới luôn á, chứ không phải xóa cho Israel mà thôi. Nên là hội thánh của Chúa là những người đã được xóa nợ hết rồi. Khi Ngài xóa tội lỗi, Ngài làm sạch tất cả những tội lỗi của con người, mà Ngài xưng họ là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Trời nhìn thấy họ là hoàn toàn là người thánh của Đức Chúa Trời, và không còn một cái chút gì ở bẩn nữa, không còn tội lỗi nữa. Và tất cả những gì nợ nần, mọi thứ từ lời nói, sự cay đắng, sự tổn thương hay là bất cứ cái gì, thì Chúa đã xóa hết rồi. Bao nhiêu tội lỗi Chúa xóa hết rồi, bao nhiêu bệnh tật Chúa chữa lành luôn rồi. Nên chúng ta không còn ở trong cái gâm cùm của tội lỗi và bệnh tật hay là nợ nần nghèo đói nữa. Chúa đã xóa để rồi chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Amen. Con của Đức Chúa Trời rất là lớn vô cùng, chứ không phải đơn giản chút nào. Khi chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời thì Chúa Giê-xu đã trở thành con Đức Chúa Trời trước chúng ta đấy. Phải vậy không ạ? Bởi vì con thánh sinh ra sẽ là con của Đức Chúa Trời. Nên khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều cái câu vô cùng quan trọng đó là con của Đức Chúa Trời có nghĩa là không phải sinh bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Amen. Con của Đức Chúa Trời phải là người được sinh bởi Đức Chúa Trời mới gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã xóa
thì chúng ta cũng không cầm giữ của người khác. Amen. 70 lần 7 chúng ta sẵn sàng xóa cho người khác. Amen. Có ai bây giờ vẫn còn nắm giữ những gì tổn thương và không tha thứ cho người khác không? Chúa đã xóa cho chúng ta cũng xóa cho người khác. Amen. Điều lớn lao nhất, nặng nề nhất, đó là tội lỗi của con người. Mà tội lỗi này đã được xóa sạch rồi, thì Ngài cũng xóa tất cả những gì mà chúng ta đã nợ nặng. Amen. Ngài xóa hết. Chúng ta nợ Chúa nhiều lắm. Trong Colossae đoạn 2 câu 14-15 thì chúng ta nhớ không ạ? Ngài xóa cái tờ khế, hay là xóa cái tờ ghi nợ đó, lập nghịch cùng chúng ta. Ngài đóng đinh nó trên thập tự giá. Ngài xóa, Ngài đóng đinh nó trên thập tự giá, là trên thập tự giá của Chúa Giêsu, thì Ngài đã làm xong hết những cái nợ nần của chúng ta. Ngài xóa sạch hết rồi. Và chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, là một người trong trắng, người mới được tái sinh, là người con trẻ của Đức Chúa Trời, và sẽ được học hỏi lời của Chúa để trưởng thành, được lớn lên trong Chúa. Chúa Giêsu đã chữa lành cho người què, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người mù, Chúa Giêsu cũng đã làm cho người phun được sạch, cho người chết sống lại. Và cuộc đời của Chúa Giêsu thì đầy dẫy những phép lạ, đầy dẫy những phép lạ. Hội Thánh Sài Gòn thì tôi cầu nguyện xong, tôi tuyên bố xong thì hôm đó về thì có một người chị em làm xì ba đó, về nhà nhấc điện thoại lên gọi cho người bạn của mình: em ơi, chị bây giờ xóa nợ cho em. Ồ, người kia mừng quá, nhảy lên mừng quá, bởi vì cái món nợ này nó rất là lớn. Khi còn trẻ đó, cô này cổ dành dụm cách đây 10 năm dành dụm được 200 triệu đồng cho người bạn mình mượn. 200 triệu mà cách đây 10 năm là nó lớn. Cổ cầm điện thoại lên xóa nợ liền, bởi vì cô có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Và khi cổ xóa nợ xong, chỉ mấy ngày sau thôi thì có một cái đơn hàng mà cổ nó không bao giờ tưởng tượng nổi, bởi vì cái đơn hàng thường á là có 50 triệu là cao nhất trong đời sống của cô làm bấy lâu nay. Nhưng mà bây giờ có một cái đơn hàng 500 triệu đồng. Ô, cô mừng quá, cô lên hội thánh, cô làm chứng lại. Khi tôi công bố xóa nợ cho chị em của mình thì Chúa cho tôi là gấp đôi. Rất là tuyệt vời. Đó là điều để chúng ta có thể là được khích lệ, để chúng ta sẵn sàng xóa nợ cho anh chị em mình. Amen. Rồi trong Zoom đó thì cũng có một anh em mới vừa công bố chưa giảng xong là người đó đã nhắc điện thoại lên rồi xóa nợ cho 2-3 người nợ của mình, tiền của mình nữa. Ồ, anh em nó làm lạ thường lắm. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời tuyên bố ra Chúa rất thành tín: khi chúng ta xóa nợ thì chúng ta được phước. Khi chúng ta được xóa nợ, chúng ta cũng là người được phước. Amen. Tất cả dân sự của Chúa ai nấy đều được phước. Chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta được phước. Và những người được tha thứ, người đó được phước. Mà Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi nghèo đói, Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi thiếu thốn mà sự rủa xả nó tràn ngập trên đời sống của mình. Chúa làm cho đời sống của chúng ta bắt đầu hoàn toàn được tự do, vui sướng vô cùng. Cảm ơn Chúa. Nên mỗi một đời sống của chúng ta cần phải sẵn sàng có tâm lòng giống Chúa của chúng ta. Chúa xóa nợ, chúng ta xóa nợ. Chúa tha thứ, chúng ta tha thứ. Chúa thế nào chúng ta thế ấy trong thế gian này. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu của chúng ta được sức dầu bằng Thánh Linh và quyền phép để rồi Ngài giảng tin lành, để Ngài giải phóng những người nô lệ, làm cho người mù được thấy, làm cho người áp bức được tự do, và công bố sự tự do hoàn toàn cho những người nô lệ. Nô lệ cho thế gian, nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho con người này, con người khác, và nhiều loại nô lệ. Chúng ta có thể nô lệ thuốc lá, chúng ta có thể nô lệ rượu, nô lệ ma túy, và nhiều thứ nô lệ. Và Chúa Giêsu đến đã giải phóng hoàn toàn ra khỏi nô lệ, và chúng ta được tự do rồi. Amen. Nhiều người đã được tự do rồi. Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, thì Chúa công bố rằng là thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành. Nên khi chúng ta được báp têm trong Đức Thánh Linh,
Chúng ta đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh. Và Kinh Thánh ghi rằng là, đoạn 1 câu 8 rằng là, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem, đến xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúa Giê-xu đầy dẫy Đức Thánh Linh thì Chúa công bố sự sức giàu. Khi chúng ta được bắt tên trong Đức Thánh Linh thì chúng ta cũng đã được sức giàu. Amen. Là giàu này là bằng Thánh Linh và quyền phép. Chúa Giê-xu trước khi về trời, Ngài bảo môn đồ ở lại cầu nguyện trong phòng cao, và Ngài lễ ngũ tuần nó Thánh Linh đổ xuống. Khi Thánh Linh đổ xuống thì họ được sức giàu. Và giàu đó là Thánh Linh và quyền phép. Giàu đó để chúng ta, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Có nghĩa là quyền phép của Đức Thánh Linh tràn đầy trên mỗi một chúng ta, và quyền phép đó biến đổi cuộc đời của chúng ta. Quyền phép đó đem đến sự chữa lành cho đời sống của chúng ta. Quyền phép đó giúp chúng ta ra khỏi tất cả những sự nô lệ và đem đến sự tự do hoàn toàn. Chúng ta có tin rằng là Thánh Linh ở đâu, nơi đó có sự tự do không? Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh ở đâu, nơi đó có sự tự do. Amen. Có một ngày kia tôi ra, nhớ một lần tháng 3 vừa rồi đi Hà Nội, có một sư Bình Quốc Khánh ở đây cầu nguyện trong cái buổi cầu nguyện của Á Châu, Truyền Giáo Á Châu đó. Thì có một người chị em mời tôi ở lại Hà Nội mấy hôm và nói rằng là, mục sư ơi, em làm chứng cho vài chục người tin Chúa nhưng mà chưa được bắp tem Thánh Linh. Bây giờ mời mục sư giúp đỡ. Tôi nói được. Họ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Tôi bắt đầu chia sẻ cho họ. Tôi nói rằng là, khi Thần Linh từ trên cao đổ xuống trên anh chị em, đồng vắng trở thành ruộng tốt. Anh chị em có tin điều đó không? Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đổ xuống thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ biến đổi đồng hoang đó trở thành ruộng tốt. Tất cả những cằn cõi khô hạn, gai góc, nắng cháy, những gì đó mà không có ích lợi gì hết á, thì nó trở thành ruộng tốt, ích lợi cho người cày cấy. Quý vị sẽ trở thành người tốt và ích lợi cho rất là nhiều người, chứ không phải là làm cho khổ nhiều người nữa. Và cảm ơn Chúa, họ sẵn sàng. Bây giờ muốn nhận lãnh Đức Thánh Linh không? Họ sẵn sàng giơ tay lên. Tôi nhân danh Chúa Giêsu công bố rằng, nhân danh Chúa Giêsu hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thì Thánh Linh giáng xuống và nhiều người phụ nữ, phải nói là nói tiếng lạ mà họ nhảy lên mà không kiềm chế được. Cảm ơn Chúa. Mấy hôm sau được tin báo rằng, mục sư ơi, có những con người quá lạ thường, thay đổi quá lạ thường luôn. Những người mà la rồi chửi rồi lầm bầm nhiều nhất là những người được báp têm Thánh Linh thì biến đổi hoàn toàn. Bởi vì tôi chia sẻ rất kỹ về vấn đề của con người xác thịt, con người cũ nó như thế nào. Và quý vị khi nhận báp têm Thánh Linh thì quyền năng đó sẽ tẩy hết những cái thứ đó trong quý vị. Và cảm ơn Chúa, khi họ nghe họ tin thì họ được giải phóng. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống trên chúng ta, cái điều đầu tiên là chúng ta lại nhận lấy quyền phép. Amen. Và quyền phép này sẽ đem sự tự do cho chúng ta, không còn nô lệ cho một cái gì cả. Và nếu chúng ta còn cái điều gì đó thì chúng ta nhờ cậy Chúa và tiếp tục để Ngài thánh hóa, Ngài thanh tẩy, đẩy lùi tất cả những gì của đời sống cũ, những gì của tội lỗi, những gì của xác thịt trong đời sống của mình, để chúng ta thật sự là trở thành một con người mới hoàn toàn trong năng quyền Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và đó chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa. Amen. Mình phải kinh nghiệm trước về quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi kinh nghiệm về quyền năng của Đức Thánh Linh bởi vì ngày xưa tôi bị sốt rét, rồi bị xuất huyết bao tử, rồi nhiều bệnh tật triền miên. Nhưng mà khi Thánh Linh đổ xuống là được chữa lành. Thánh Linh đổ xuống thì được chữa lành. Tôi ra ngồi Quảng Ninh, có mấy cô bị đồng tính. Bắt đầu một sư đó nhờ tôi cầu nguyện giải cứu, họ bằng lòng để giải cứu đồng tính. Mấy cô rất là dễ thương nhưng mà đồng tính. Khi cầu nguyện đuổi quỷ không chịu ra, rất là lì lợm không chịu ra. Bắt đầu trong tâm trí mình có những tư tưởng là cầu nguyện cho những người này báp têm trong Đức Thánh Linh. Tôi nói rằng bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho hai chị em báp têm trong Đức Thánh Linh. Thánh Linh sẽ đầy bên ngoài và Thánh Linh đầy cả bên trong nữa, và Thánh Linh lửa bên trên nữa. Mà khi Thánh Linh đầy bên trong á,
sẽ tống khứ nó đi hết, những con quỷ đó nó phải đi. Bởi vì rõ ràng đồng tính đó là Giu-đê, nó rất rõ ràng là Sodom và Gô-mô-rơ phạm tội tà dâm, đồng tính liên ái giống như các thiên sứ. Như vậy đồng tính liên ái nó là từ thiên sứ xa ngã, đó là tác phẩm của thiên sứ mà. Nên là phải quyết liệt là phải đuổi tống nó ra, chứ không thể để ở bên trong được. Và cảm ơn Chúa, khi mà cầu nguyện báp têm trong Đức Thánh Linh thì hai chị em đó mạnh mẽ nói tiếng lạ, mạnh mẽ và phải nói rằng là nó lồng lộn, nó quằn cô ấy rất là mạnh, rống rất là to. Và cả một khi nó ra khỏi thì hai cô đã được giải phóng hoàn toàn. Bây giờ thì hai người đã có chồng rồi, có con rồi, vô cùng tuyệt vời. Chúng ta có Đức Thánh Linh, Đấng toàn năng đang ở trong đời sống của chúng ta, Đấng hay làm phép lạ đang ở trong đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu đã ban cái y quyền cho chúng ta rồi, chúng ta có quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời nữa. Nếu Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì ai có thể chống cự chúng ta được? Amen. À, như vậy cái đời sống khi chúng ta có Thánh Linh là đời sống chúng ta trở thành một cái đời sống rất là tuyệt vời, một con người siêu nhiên, một con người rất là phi thường. Amen. À, chúng ta chưa nói về chúng ta đi ra ngoài, nhưng mà chính đời sống chúng ta ngày hôm nay là người con của Đức Chúa Trời, thì Chúa giao cái quyền đó cho chúng ta, Chúa giao Thánh Linh cho chúng ta, ân tứ đầy đủ cho đời sống chúng ta, để chúng ta sống một cái đời sống vinh hiển dành Chúa. Có những cái điều mà tuyệt vời mà Chúa bảo vệ. Thứ nhất, cái ngày mà tôi đi vào cái khu công giáo để mà tôi dạy đạo, họ thích học lời của Chúa để họ dạy cho giáo lý cho anh em của mình. Mình cũng sẵn sàng ban cho nhưng không sẵn sàng dạy, không có tính toán gì cả, cứ dạy, họ thích học này cứ dạy. Khi tôi dạy cho họ đến báp têm Thánh Linh, bắt đầu họ nhận báp têm Thánh Linh. Mà khi họ nhận báp têm trong Đức Thánh Linh thì họ hoàn toàn thuộc về Chúa và họ trở thành những người của Đức Chúa Trời rồi. Rồi thì một cái đêm nọ tôi cứ đạp xe đạp, tôi đi cỡ 5 cây số qua rừng trống. Tôi 9 giờ tối tôi dạy xong, là 9 giờ tối tôi về. Tôi mới rửa ra khỏi một đoạn thì mũi tôi ngửi mùi rượu. Tôi nói rồi, chắc là nó đang phục gì đây rồi. Tôi đi tới một đoạn nữa, tôi thấy 4 thanh niên nắm tay dăng hàng ngang cái đường tôi đi. Rồi bây giờ là hết chạy rồi. Lúc đó tôi mới giơ ta lên, tôi làm cho một tràng tiếng lạ. 4 đứa chạy mất dép hết. Cảm ơn Chúa, Chúa làm nhiều điều đó lạ thường lắm. Chắc là nó sợ, nó tưởng là phù phép gì đó. Bỏ coi như là 4 đứa là chạy coi như là không biết gì nữa luôn. Cảm ơn Chúa. Bởi vì ban đêm mà chúng ta bị đánh ban đêm không ai biết, nó dễ chết lắm. Phải không ạ? Ban ngày có người thấy nó còn đỡ, chứ ban đêm là nguy hiểm lắm. Nhưng mà như vậy thì chúng ta có một cái vũ khí vô cùng tuyệt vời để chúng ta có thể vừa là bảo vệ được bản thân. Amen. À, một người lính có vũ khí thì sao? Có sợ ai đâu? Không có sợ. À, nên chúng ta là người được Đức Chúa Trời chọn lựa, được Đức Chúa Trời giải phóng, được tự do. Mà không những được tự do mà thôi, nhưng mà Ngài cũng trang bị cho chúng ta đầy đủ về quyền năng của Đức Thánh Linh, ân tứ của Đức Thánh Linh, trái của Đức Thánh Linh, để chúng ta có thể sống một cái đời sống ra trái Đức Thánh Linh. Amen. Bởi vì sống với Đức Thánh Linh phải có trái của Đức Thánh Linh chứ. Mà nếu sống với Đức Thánh Linh mà chúng ta không ra trái Đức Thánh Linh như vậy thì chúng ta đang sống với ai? Mà nếu sống với Đức Thánh Linh thì chúng ta phải có ân tứ của Đức Thánh Linh. Amen. À, có ân tứ của Đức Thánh Linh là liều tuyệt diệu vô cùng. Bởi vậy khi chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chính đời sống của chúng ta trở thành một con người siêu nhiên lạ thường. Chúng ta được giải thoát ra khỏi nghèo đói, ra khỏi tất cả mọi thứ, mà chúng ta đừng bao giờ trở lại. Đừng có lấy cái sự công chính, lấy cái sự tự do mà sống trong xác thịt nữa. Không ạ? Chúng ta không lấy cái sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta để sống trong xác thịt. Nhưng mà chúng ta phải sống trong sự thánh khiết công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và tôi nói với hội thánh rằng là khi chúng ta sống đúng cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã nói cho chúng ta qua Kinh Thánh, hãy tìm kiếm và đọc và xem thử Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những điều gì ở trong lời của Ngài.
dưới sự lãnh đạo của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng là vô cùng sung sướng, vô cùng sung sướng, vô cùng lớn lao tuyệt vời. Tôi đến Cali thì một số anh em thanh niên nói tụi con không có làm mục sư đâu mục sư ơi. Hỏi sao? Bởi vì mục sư tháng có mấy ngàn xài không có đủ, con phải làm nhiều tiền là con thà con dâng hiến cho con không có làm mục sư. Tôi nói các con lầm rồi, làm mục sư là vô cùng quý giá, vô cùng cao quý, và làm cho cơ quan trung ương tối cao đó thì không phải là lương đâu, của cha là của con, muốn xài bao nhiêu thì xài đấy. Đúng 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 nghĩa của Chúa không à? Các con nhìn nhìn xem mục sư này không có làm gì kiếm tiền hết, nhưng mà đi từ nơi này cho đến nơi kia, có phải không? Đem cái sự giải phóng từ nơi này, đem sự giải phóng đó. Đi đâu là giải phóng ở đó? Từ người què, từ người nghèo, từ người đau ốm bệnh tật, người bị quỷ ám, tất cả mọi con người đi đến đâu là giải phóng đến đó. Và mình là một người vô cùng vĩ đại. Amen. Chúa Giêsu đã nói rằng là ai tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm, và những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Amen. Làm những việc vĩ đại hơn nữa. Chúa Giêsu được báp têm trong Đức, Chúa Giêsu được đầy dẫy Đức Thánh Linh, còn chúng ta thì được báp têm trong Đức Thánh Linh. Nó hoàn toàn khác. Đầy dẫy là cái chiếc bình được đầy thôi, nhưng mà báp têm là chiếc bình nó vừa đầy mà vừa trong dòng sông nữa. Amen. Chìm trong Thánh Linh nữa. Nên chúng ta thấy rằng là họ nghe tiếng động từ trời, có nghĩa là Thánh Linh khởi sự ra khỏi thiên đàng. Rồi họ nghe tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi, thì Thánh Linh khởi động ra khỏi thiên đàng, đầy tràn trên cái căn nhà môn đồ ngồi, tức là từ dưới này lên tới trần. Như vậy tất cả 120 môn đồ đó đều chìm ngập trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Gió của Thánh Linh đầy cái căn phòng đó, họ đang chìm ngập trong Thánh Linh. Và sau đó lưỡi, chắc chắn là đậu trên môi lưỡi, đã thánh hóa môi lưỡi này để bắt đầu nói tiếng lạ, tiếng của thiên đàng. Rồi điều gì nữa? Hết thảy để được đầy dạy Đức Thánh Linh và khởi sự nói các thứ tiếng khác, thế như Đức Thánh Linh cho mình nói. Amen. Đầy bên ngoài, lửa bên trên, và đầy cả bên trong. Đó là báp têm trong Đức Thánh Linh. Chúng ta được báp têm Đức Thánh Linh một lần, và chúng ta phải tiếp tục đầy dạy Đức Thánh Linh. Tiếp tục đầy dạy Đức Thánh Linh. Qua đoạn 4 thì hội thánh đầy dạy Đức Thánh Linh, phi rơ đầy dạy Đức Thánh Linh, và tiếp tục là đầy dạy Đức Thánh Linh. Nhưng báp têm chỉ có một lần thôi. Báp têm trong Đức Thánh Linh một lần. Nay hội thánh của Chúa, chúng ta cần phải hiểu rõ được chính mình. Mỗi một chúng ta phải hiểu rõ được chính mình. Nhiều lúc thì cũng thấy nhiều anh em cũng rất là cực khổ, lăn lộn với thế gian này để cơm áo gạo tiền, để tìm kiếm. Nhiều lúc cũng tranh đấu với thế gian. Nhưng mà chúng ta có một Đức Thánh Linh đấng hay làm phép lạ, có đấng rất là quyền năng. Chúng ta không có nhờ cậy, không có nhờ cậy để sáng tạo, không có nhờ cậy để làm những cái việc khôn ngoan mà Chúa cho làm, để chúng ta trở thành những người giàu có, những người phước hạnh. Tại sao dân Israel giàu có mà hội thánh lại nghèo khó? Không thể như vậy được. Những hội thánh có lẽ thật, những hội thánh đầy dạy Đức Thánh Linh là hội thánh luôn luôn giàu có. Amen. Mà chối bỏ Đức Thánh Linh thì nó không có giàu có được rồi. Nên chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa đã công bố năm thi ân đã đến rồi, cách đây 2000 năm rồi, chứ không phải là bây giờ mới nói. Hội thánh đầu tiên họ sống trong đầy dẫy quyền năng, đầy dẫy ân tứ, đầy dẫy mọi sự. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Và bây giờ mỗi một đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta biết rõ đời sống của chúng ta là ai trước mặt Đức Chúa Trời. Và qua Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu đã giải phóng chúng ta và đem chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, và ban Thánh Linh đến cho đời sống của chúng ta. Như vậy thì chúng ta cũng cần nhờ cậy Thánh Linh của Chúa mỗi ngày, cần có mối thông công với Thánh Linh mỗi ngày, để Thánh Linh của Chúa bày tỏ cho chúng ta những gì chúng ta hành động. Chúng ta nhớ dân đoạn 13 câu 16. Khi thằng lá thật đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mỏ lá thật. Ngài không nói tự mình, nhưng mà nói những gì Ngài đã nghe và bày tỏ cho các ngươi những việc sắp sẽ đến. Amen. Quý vị có biết tương lai của mình không? Ngày mai có biết không? Nhưng mà Thánh Linh biết không à? Thì Thánh Linh sẽ bày tỏ những việc sắp sẽ đến. Amen. Chúa bày tỏ cho Phi-rơ đến nhà cọt nay, Chúa bày tỏ cho Philip chạy theo quảng quang Ethiopia,
Chúa bày tỏ cho Phaolô qua xứ Macedon để giảng những cái ngày tương lai chúng ta không biết được, 5 năm sau chúng ta cũng không biết được, nhưng mà Thánh Linh biết. Và khi Thánh Linh bày tỏ thì điều đó là mục đích của chúng ta, để chúng ta có thể nhắm mục đích mà chạy. Amen. Nên khi tôi đến Indonesia thì tôi có lên cái tháp canh đó mấy lần. Mà khi cầu nguyện, đang cầu nguyện nó tháp canh, thì có người nói rằng là tôi mới vừa thấy một người đàn ông đi ra mà hình như là say xỉn gì đó. Rồi có một người lại thấy rằng tôi thấy một người phụ nữ mà dẫn một đứa con rất là buồn thảm não lắm. Thì họ nhận biết rằng là Satan đang tấn công vào hôn nhân gia đình. Chúa mặc khải cho họ biết trước để họ phá hủy mọi công việc của Satan trước, chứ không phải đợi nó đánh rồi mình mới đỡ. Không phải như vậy. Bởi vì Chúa sai mình đi ra có nghĩa là mình chủ động, chứ không phải là mình thụ động. Mình phải là người chủ động. Nên Thánh Linh là đấng biết mọi điều. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa Thánh Linh thì Thánh Linh sẽ bày tỏ những công việc Satan sắp đến như thế nào, để rồi chúng ta có thể dùng sự cầu nguyện phá hủy những công việc của Satan. Chúng ta phá hủy công việc của nó trước. Nên cái tháp canh ở Indo là họ bảo vệ được được hậu thánh của Chúa, mà bảo vệ cái thành phố của họ, bảo vệ cả đất nước của họ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn hiện diện là Chúa bảo vệ. Chúa hiện diện là Chúa ban phước. Chúa hiện diện là Chúa làm nhiều điều rất là tuyệt vời. Nên cảm ơn Chúa, họ có những cái tháp canh và có những con người lao vào 24/24 để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là điều vô cùng tuyệt vời. Nên mỗi đời sống chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có Thánh Linh ở bên trong, đúng không ạ? Và chúng ta có giữ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời, duy trì Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn 24/24 trong đời sống của mình hay không? Mà Chúa hiện diện là Chúa ban phước, Chúa hiện diện là đầy giải quyền năng, Chúa hiện diện là ma quỷ phải trốn chạy, quyền năng phép lạ xảy ra. Và Chúa sẽ làm cho đời sống chúng ta được phấn hưng. Amen. Phải trở thành những người phấn hưng, trở thành những người cầu nguyện và đầy giải năng quyền. Amen. Nên Mác đoạn 16:20 nói rằng là các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với họ, xác chứng lời họ bằng những dấu kỳ và phép lạ. Xác chứng lời họ bằng dấu kỳ và phép lạ. Có nghĩa là những người đó họ đi ra thì họ công bố lời nào, Chúa xác chứng lời họ, dùng những phép lạ dấu kỳ để xác chứng lời họ. Họ cầu nguyện thì Chúa xác chứng lời họ. Rất là năng quyền, luôn luôn có một sự hiệp nhất giữa con người và Đức Thánh Linh. Nên cái điểm nổi bật của Đức Thánh Linh chính là sự thông công. Điểm nổi bật của Đức Chúa Trời là tình yêu, điểm nổi bật của Chúa Giêsu là ân điển, nhưng mà điểm nổi bật của Đức Thánh Linh chính là sự thông công. Nên chúng ta luôn luôn thông công với Đức Thánh Linh, trò chuyện với Đức Thánh Linh bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể đi làm mà chúng ta vẫn nói chuyện được, không có sao cả. Và chúng ta để trí mình luôn luôn nương dựa nơi Chúa, và chúng ta giữ Chúa luôn ở với chúng ta, giữ Chúa luôn luôn ở với chúng ta, ngự trong chúng ta và cùng làm việc với chúng ta, và Ngài luôn luôn nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi nhắc lại ở đây có mấy phần mà chúng ta cần phải cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Đó là Chúa Giêsu được sức giàu. Chúa Giêsu tuyên bố sự tự do. Thì chúng ta cũng cần được sự sức giàu, và chúng ta cũng cần được cái sự tự do. Chúng ta cần được sự phấn hưng. Chúng ta cần đi ra để đem nhiều khác người khác được tự do. Đây là những điều mà chúng ta cần phải cầu nguyện. Bây giờ xin Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên để chúng ta hiệp chung nhau trong sự cầu nguyện. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện ngay giờ này. Hãy công bố chính mình được tự do hoàn toàn, không còn ở trong tội lỗi nữa, không còn ở trong sự nô lệ cho bất cứ thứ gì của thế gian này, và không còn ở trong bệnh tật nữa, không còn ở trong nghèo thiếu nữa, không còn ở trong sự lẩn quẩn nữa. Mà chúng ta cần phải được sáng suốt. Ngay bây giờ chúng ta phải nhận lãnh cái sự tự do. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Ngay thì giờ chúng ta có thể cầu nguyện trong tiếng lạ, chúng ta có thể cầu nguyện trong tiếng Việt. Và chúng ta tin rằng là Chúa, lời của Chúa phán chúng ta được tự do, thì chúng ta phải được tự do ngay bây giờ. Hallelujah. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con vui mừng tạ ơn Ngài.
Ngài là Đức Chúa Trời thành tín của chúng con. Chúa Giêsu, chúng con công bố sự tự do. Những người nô lệ ra khỏi sự nô lệ, không còn nô lệ nữa. Đây là điều lớn lao vô cùng và điều đầu tiên mà Chúa Giêsu đã tuyên bố. Thì ngay bây giờ, chính mình con công bố được tự do hoàn toàn, không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Tất cả quý bà anh chị em của chúng con, ngay thì giờ này, ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự nô lệ của Satan, và Satan không có quyền xiềng xích trên đời sống của họ nữa, không có quyền trói buộc trên đời sống của họ nữa. Và tất cả những đồn lý, mà lý luận, mà sự tự cao dấy lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, những gì của tâm trí cũ mà không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Giêsu Christ con công bố phá đổ tất cả mọi đồn lý, mọi lý luận, để rồi ai nấy hoàn toàn được tự do trong Thánh Linh. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tất cả mọi một chúng con có mặt tối hôm nay phải được tự do. Xiềng xích của tội lỗi bị bẻ gãy, xiềng xích của tất cả mọi thứ nô lệ bị bẻ gãy. Satan phải lui và ra khỏi và không có quyền trên mỗi một đời sống chúng con trong tối hôm nay. Chúng ta cũng cầu nguyện cho gia đình của mình. Những người nào trong gia đình của mình chưa được tự do, chúng ta cũng công bố sự tự do cho gia đình của chúng ta ngay bây giờ. Hallelujah. Chúa ơi, gia đình của chúng con cũng có nhiều người đức tin thì không có cân bằng, nhưng mà bây giờ xin Chúa cái sự sức dầu đụng chạm bứt phá tất cả xiềng xích, tất cả gông cùm, tất cả thói quen hư xấu, để rồi mỗi gia đình của chúng con được tự do, phải được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Phải được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ. Satan phải lui, không có quyền trên mỗi gia đình của chúng ta, không có quyền gì trên những người của hội thánh Đức Chúa Trời. Các ngươi hãy ra khỏi những linh sự cám dỗ gây nên tội lỗi, hãy lui ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời. Ta phá hủy công việc của người, bởi vì con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu đến để phá hủy mọi công việc của ma quỷ, đó là công việc gây nên tội ác, gây nên tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã phá hủy công việc của các người. Bây giờ hội thánh của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu Christ cũng phá hủy mọi công việc của Satan trên hội thánh của Đức Chúa Trời, và chúng con công bố rằng hội thánh của Chúa được tự do. Hội thánh của Chúa được tự do, không còn bị nô lệ, không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện để Chúa mở mắt chúng ta, không còn ở trong sự mù lòa nữa, nhưng mà được có con mắt tâm linh được mở ra, sáng đầy dẫy sự khôn ngoan, để nhận biết Chúa, nhận biết chính mình, nhận biết cơ nghiệp giàu có vinh quang của Đức Chúa Trời, và nhận biết quyền năng vĩ đại siêu việt mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Hallelujah. Almighty, whatever I be quite happy. Almighty, see, see, then come out and see you go your voice. Những kẻ che mắt, những kẻ làm mù lòng nhiều con người, trong danh Chúa Giêsu Christ, hãy lui khỏi ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ. Lui ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời, lui ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời. Và hội thánh đại diện cái sự khôn ngoan thông sáng của Chúa, nhìn biết trận chiến thuộc linh, và tâm linh họ tiếp xúc với thế giới linh, tâm linh họ phân biệt các linh, và họ có ý chí để mà quyết định chống trả ma quỷ. Để quyền lực của Satan, kẻ làm mưu là lòng con người, thì nó phải lui đi, và chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở đôi mắt của chúng con, để chúng con thấy được chân lý của Chúa, thấy được lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Hallelujah. Chúa ơi, nhiều con người chưa được sáng mắt, nhiều con người chưa được mở ra tâm linh. Có nhiều người ở trong hội thánh của Chúa, nhưng mà nhiều người cũng chưa được tái sanh, sống trong đời sống xác thịt. Thì hỡi Chúa, xin mở lòng họ, để lòng của họ thật sự thấy được chân lý vinh quang của Đức Chúa Trời, để họ nhìn thấy được cái thế giới của Satan, nhìn thấy được cái bản chất của Satan, kẻ cướp giết và hủy diệt như thế nào, để rồi họ tránh xa nó, đẩy lùi đó, và họ đến gần Đức Chúa Trời, nhờ cậy Đức Chúa Trời, và đem có được phấn hưng trên mỗi con người một. Chúa ơi,
Chúng con tin rằng là khi hội thánh của Chúa được thanh tẩy, khi hội thánh của Chúa được thánh hóa, khi hội thánh của Chúa được tự do hoàn toàn, hội thánh của Chúa sẽ được phấn hưng. Hội thánh của Chúa sẽ được phấn hưng trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah, Baba Sali. Oh, Rabbi, we go to the Sene, we go to Rati. Oh, Rabbi, we go to the Rabbi, we go to the Sene, 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 we go to the Sene. Amen, switch it. Chúng ta cũng cầu nguyện những người đang ở trong sự áp bức, phải bị xiềng xích, bị giam cầm, tiếp tục ở trong cái sự đau khổ, ở trong giữa thế gian mờ tối này. Chúng ta công bố rằng họ được phải được giải thoát trong danh Chúa Giêsu Christ. Những người bị áp bức, những người đau ốm bệnh tật, những người bị quỷ ám, những con người bị áp bức trong danh Chúa Giêsu Christ, họ phải được giải thoát, họ phải được giải thoát, bởi vì Chúa Giêsu được sức giàu bằng thánh linh và quyền phép để ngài đi từ nơi này chỗ kia làm phước và giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngài trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng tất cả những người ở trong sự áp bức phải được tự do, phải được tự do ngay bây giờ. Cảm ơn Chúa, họ được tự do ngay bây giờ. Ngợi khen Chúa. Không còn ai áp bức và tất cả đều được tự do, tất cả đều được chữa lành. Những người nắm giữ không tha thứ cho người khác, bây giờ họ sẵn sàng tha thứ cho người khác. Những người khác bị nắm giữ được giải phóng, được tự do, không còn bị áp bức nữa trong danh Chúa Giêsu Christ. Tất cả mọi lĩnh vực đều được tự do, còn cảm ơn Ngài. Và trong danh Chúa Giêsu Christ giờ này, chúng con cũng hiệp chung với nhau và chúng con công bố rằng tất cả mỗi một chúng con là những con người đầy dẫy thánh linh và quyền năng của Ngài để đi ra giải phóng nhiều con người ở trong sự nô lệ, được tự do. Hội thánh của Chúa để đầy dẫy Đức Thánh Linh và ra đi. Hội thánh của Chúa đem nhiều linh hồn trở lại với Chúa, giải phóng những người què, giải phóng những người nghèo khổ, giải phóng những người bệnh tật, giải phóng những con người bị ma quỷ áp chế. Chúa ơi, giải phóng họ ra khỏi tội lỗi, ra khỏi xác thịt. Giải phóng họ. Hội thánh của Chúa là những người đi ra mục đích là giải phóng, đem sự tự do cho tất cả những người dưới quyền lực của Satan. Alleluia, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con vui mừng mà tạ ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, hội thánh của Chúa, Chúa nói rằng là Chúa phục hồi lại đền tạm của David, để rồi các dân tộc trên thế giới, dân Do Thái đẳng là khắp nơi trên thế giới, cũng như cùng các dân ngoại, họ đến mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa có sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì tất cả những người bên ngoài sẽ chạy đến mà thờ phượng Đức Chúa Trời, bởi vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh quá nhiều, làm cho dân tộc bên ngoài họ nhìn thấy và họ bước đến để họ nhận được phước từ nơi Đức Chúa Trời, nhận được sự tự do từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cầu xin Chúa phấn hưng hội thánh VBC, Ngài tiếp tục phấn hưng hội thánh. Ngài hội thánh, Ngài phấn hưng hội thánh. Lửa của thánh linh của Chúa đổ xuống, Ngài phấn hưng hội thánh. Thánh linh ơi, con tin rằng Ngài đang hiện diện ở đây. Ngài đổ đầy, Ngài đổ đầy trong quý ông bà anh chị em chúng con, tất cả đều được đầy dạy thánh linh của Chúa ngay bây giờ. Ngài phấn hưng hội thánh của Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Ngài phấn hưng từng cá nhân một. Ngài làm cho lòng của mỗi một người thật sự vui sướng, tươi mới, bởi vì nhìn thấy rằng Chúa Giêsu đã chết để giải phóng mình ra khỏi nô lệ của Satan, ra khỏi tội lỗi, ra khỏi xác thịt và ra khỏi hồ lửa đời đời, để rồi mình trở thành là công dân của Đức Chúa Trời và con của Đức Chúa Trời, để trở thành những con người đem giải phóng cho người khác. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh của Chúa đầy dẫy, Thánh Linh đầy dẫy quyền năng, đầy dẫy ân tứ, đầy dẫy trái của Đức Thánh Linh trên từng người một, để ai nấy được đầy đủ trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, nếu Ngài ở với chúng con, ai có thể chống cự chúng con được? Đấng ở trong chúng con là lớn hơn kẻ trong thế gian này. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Con tin rằng là Ngài sẽ phấn hưng hội thánh VBC Hilton trong danh Chúa Giêsu. Những lời tiên tri, những lời Ngài đã phán dạy, thì tin rằng là Chúa ơi, hội thánh của Chúa sẽ bùng cháy, sẽ bùng cháy. Hội thánh người Việt Nam của chúng ta sẽ được bùng cháy bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng con ước ao là chúng con cứu những người trên toàn thế giới này. Không phải chúng con chỉ nhận mà thôi, nhận từ nước này và đánh nước khác, đánh với Việt Nam, nhưng mà chúng con là những người Việt Nam sẽ là giáo sĩ cho toàn thế giới, để đem có sự phấn hưng cho toàn thế giới, đem có sự tự do cho toàn thế giới, tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu. Hallelujah. Ngài làm qua hậu thánh Ngài, Ngài làm qua tâu tớ của Ngài. Tạ ơn Cha vô cùng.
Hallelujah, con tin rằng Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng con tối hôm nay, và Ngài hành động, và Ngài, Chúa ơi, bày tỏ những ngày đến chúng con phải làm gì cho Đức Chúa Trời, chúng con phải làm gì cho những người xung quanh chúng con. Thì hỡi Thánh Linh của Chúa, Ngài là đấng bày tỏ chúng con những việc sắp xảy đến, để chúng con biết cái tương lai của chúng con, để chúng con biết mục đích của Hội Thánh chúng con là làm gì cho Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và chúng con tin rằng là sự hiện diện của Chúa là Ngài ban phước cho Hội Thánh Ngài, Ngài ban phước cho từng người, ban phước cho từng gia đình. Chúng con không lo về ngày mai ăn gì, uống gì, mặc gì, chúng con hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời. Phần đó Ngài ban phước cho chúng con, Ngài đổ đầy cho đời sống của chúng con, trở thành dư dật, trở thành dư dật. Và Chúa nói rằng là dân ngoại sẽ cày vườn nho của các ngươi, còn các ngươi là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao. Hallelujah. Các ngươi là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, chúng con là những người phục vụ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng con nói với Chúa trong Thánh Linh rằng cảm tạ Chúa, Ngài hiện diện với chúng con trong buổi tối hôm nay. Ngài hiện diện từng người một, Ngài đầy dẫy từng người, và Ngài ở với chúng con. Khi chúng con ra về nhà, Ngài cũng để cho chúng con biết được rằng là phước cho gia đình của chúng con nữa. Khi Thánh Linh trở về nhà thì Thánh Linh cũng ban phước trên gia đình của chúng con nữa. Ngài hiện diện từng cá nhân, từng gia đình, Ngài hiện diện, Ngài hiện diện. Và chúng con nói với Chúa rằng chúng con giữ Chúa luôn luôn hiện diện với chúng con, đừng ra khỏi đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài vô cùng. Chúng con dâng mọi sự còn lại trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.